trình lịch sử theo bước chân những người anh hùng năm 2022. Em xin giới thiệu về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trong những ngày tháng tư lịch sử này, chúng ta lại tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản tế lỗi lạc, một danh nhân văn hóa xuất sắc của nhân loại. Bên cạnh sự nghiệp cách mạng, người còn có một sự nghiệp văn học vĩ đại mà nổi bật trong lĩnh vực thơ ca là tác phẩm Nhật ký trong tù. Nhân dịp này, em xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh tập thơ rất có ý nghĩa ấy. Nhật ký trong tù là một tập thơ của Hồ Chí Minh viết từ ngày 29 tháng 8 năm 1942 đến ngày 10 tháng 9 năm 1943. Trong thời gian người bị chính quyền tưởng giới thạch bắt giam và giải đi khắp các nhà giam ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nguyên gốc tập thơ chỉ là một quyển sổ tay nhỏ, bìa xanh đã bạc màu, có ghi 4 chữ Ngục Trung Nhật Ký kèm theo 4 câu thơ và một hình vẽ hai nắm tay bị xích. Bên trong gồm 133 bài thơ chữ Hán và một số ghi chép. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét: tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh là một kho tàng về biết bao khía cạnh của cuộc đời, con người và nghệ thuật mà sự phong phú còn cần được tiếp tục nghiên cứu. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học có giá trị lớn, mà còn là một văn kiện lịch sử quan trọng, thể hiện tư tưởng, tình cảm của người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, và có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với nhiều thế hệ người Việt Nam. Cuốn sách Nhật ký trong tù đã được nhà xuất bản Thời Đại xuất bản vào năm 2014, hổ cỡ 10x15,5cm, dài 159 trang. Nội dung cuốn sách gồm bài thơ đề từ cùng 121 bài thơ bằng chữ Hán được lựa chọn từ tập Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi bài đều có hai phần phiên âm và dịch thơ. Cuối mỗi bài thường có chú thích ngắn gọn giúp người đọc dễ dàng tìm hiểu. Phần sau cuốn sách còn giới thiệu thêm 11 bài thơ khác của Bác được viết bằng tiếng Việt, rất gần gũi, gắn bó với học sinh chúng ta. Đến với cuốn sách là ta đến với một tâm hồn phong phú, cao đẹp của người tù vĩ đại lúc nào cũng nắm lòng, đào đáo hướng về tổ quốc. Một canh, hai canh, lại ba canh, trằn trọc băn khoăn, chắc chẳng thành, canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, sao vàng năm cánh mộng hồn quanh, không ngủ được. Trang 74. Ta còn thấy tinh thần, ý chí, khát vọng tự do cháy bỏng, mãnh liệt bùng cháy trong tâm thức người chiến sĩ Cộng sản Hồ Chí Minh. Dù đang phải chịu cảnh lao tù, xiềng xích, điều ấy ta có thể bắt gặp ngay trong lời thơ đề từ ở trang 3 cuốn sách, hay ở trang 78 với bài thơ Nghe tiếng giã gạo, và trong nhiều bài thơ khác đã rất quen thuộc. Gạo đem vào giã, bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông, sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Ta cũng bắt gặp trái tim tràn ngập tình yêu thương, sẻ chia, đồng cảm trước nỗi đau của con người. Oa, 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 cha trốn không đi lính nước nhà, nay nỗi thân em vừa nửa tuổi, phải theo mẹ đến ở nhà pha, cháu bé trong ngục Tân Dương, trang 93. Ta còn nhận ra một tâm hồn rung cảnh trước thiên nhiên. Dù thân thể bị giam trong bóng tối nhà lao, nhưng tâm hồn Bác luôn hướng ra ánh sáng để cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, của ánh trăng. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ, ngắm trăng. Người không chỉ ghi lại những gì đã trải qua mà đằng sau những án đường thi bất hủ đó là tinh thần, là tấm lòng, là bản lĩnh, là phong thái của người chiến sĩ Cộng sản. Chính vì vậy, Nhật ký trong tù đã trở thành tác phẩm lớn, có giá trị sâu sắc về nội dung cũng như nghệ thuật trong nền văn học Việt Nam. Thưa các thầy cô, thưa các bạn, Bác đã đi xa, những gì Bác để lại cho chúng ta vô cùng quý giá. Hình ảnh của Bác luôn hiện hữu trong tâm hồn của chúng ta. Đọc cuốn sách này, chúng ta càng yêu quý và tự hào hơn vị lãnh tụ tài ba, kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của thế giới. Hy vọng cuốn sách này chính là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn học sinh. Em xin cảm ơn các thầy cô, các bạn đã chú ý lắng nghe.
trái tim nhân loại. Cả cuộc đời ba chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời ba hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về cứ biếu lụa, bác yêu đàn cháu nhỏ rung tu gửi cho qua. Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài dần. Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương. Bác viết thư thông hỏi gửi muôn vàn yêu thương. Bác viết thư thông hỏi gửi muôn vàn tình thương. Bản hùng là tình yêu thiên tha nhân trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao không gửi chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tấm hồn Việt Nam. Đêm ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh, bác đêm mùa xuân về mang hoa đẹp cho đời. Bác như bài dân ca ru em bé vào đời. Bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao la, như cánh chim không mỏi bay khắp trời quê hương. Xin cát sâu ơn người trong tâm hồn.